tục theo chủ đề một là họa tiết, trang trí và ứng dụng. Và bài ngày hôm nay chúng ta học chính là bài vẽ trang trí dĩa tròn. Tương tự những bài trang trí trước thì chúng ta vẫn có 3 phần. Đầu tiên sẽ là phần chúng ta quan sát, nhận xét để thấy được sự phong phú, đa dạng cũng như là cách trang trí của các ở phần quan sát, nhận xét trong cuộc sống. Chúng ta cùng và quan sát một số công dụng của đĩa tròn dùng để làm gì mà cô đã sưu tầm. Và phần thứ hai ở đây chúng ta thấy là cách trang trí đĩa tròn dẫn chúng ta cách trang trong cuộc sống tròn. Có rất là nhiều cách trang trí và cuối cùng tiếp thì chúng ta thấy là có cái trang trí rất là đơn giản, chỉ là những cái nhánh cây, những cái cành cây và được xen kẽ là hai màu đậm và màu nhạt cũng tạo nên được điểm nhấn cho cái phần trang trí của đĩa. Hoặc đĩa kế bên chúng ta thấy chỉ là những cái nhánh cây có hoa và cỏ ba lá và những cái chiếc cỏ ba lá giống như là dây leo. Bên đây thì nhiều và bên đây thì ít để cho cái bố cục của chúng ta nó cân đối rất là nhẹ nhàng. Hoặc là dĩa kế tiếp chúng ta cũng thấy được là với cái họa tiết hoa hồng làm điểm nhấn và xung quanh là những cái lá xoắn nhẹ, và phần bên đây để đỡ trống thì người ta cũng tạo những cái nhánh uốn cong để cho bố cục nó cân đối, màu sắc nhẹ nhàng, hài hòa. Rồi tương tự như vậy chúng ta cùng quan sát cách trang trí của cái đĩa bên dưới là dạng trang trí đường diềm. Và họa tiết ở đây người ta lựa chọn là hoa và những cái lá dây leo và chuyển màu nối tiếp với nhau, tạo đi dọc theo cái hình tròn của đĩa. Và tiếp theo chúng ta cũng thấy là hình ảnh chim lạc trên mặt trống đồng cũng được sử dụng vào trang trí đường diềm đặt đi đặt lại trên mặt đĩa, viền xung quanh đĩa. Đĩa kế bên chúng ta thấy với cái gam màu rất là nhu mì, hình ảnh của hoa lá được đặt ở một góc làm trang trí cho cái đĩa rất là nhẹ nhàng. Và chúng ta thấy là đây là loại đĩa thông dụng, cho nên là cách trang trí chúng ta cũng thấy rõ là chỉ trang trí một phần ở bên đĩa hoặc là đường diềm viền ở bên ngoài đĩa, và phần trắng ở bên trong thì chúng ta hình dung là bên trong là dùng để đựng thức ăn, cho nên là phần bên trong người ta không có trang trí nhiều. Vậy đây là dạng đĩa dùng để thường sử dụng hàng ngày, dùng để đựng thức ăn. Cách trang trí nhẹ nhàng đơn giản. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng quan sát thêm một số cách trang trí của các loại đĩa cũng đựng thức ăn. Những cái đĩa đầu tiên chúng ta thấy là chỉ cần hai nhánh hoa và lá đơn giản, một góc của đĩa, hoặc là bên hình kế bên chúng ta thấy chỉ cần một phần của cái bông hoa, hoặc là một cái bông hoa được nằm ở chính giữa đĩa, hoặc là những cái hoa đơn giản được trang trí ở một góc đĩa. Và bên dưới chúng ta cũng thấy được là cách trang trí họa tiết nó đơn giản bằng những cái hình kỹ hà, hoặc là tạo những cái đường viền đơn giản, hoặc là giữa những cái hoa người ta xen kẽ màu để làm điểm nhấn, hay là trang trí đường diềm viền ở bên ngoài, họa tiết được lặp đi lặp lại và sử dụng những cái hình học đơn giản để trang trí những cái họa tiết đơn giản.
tranh, hoặc có thể là đặt ở trên bàn để trang trí trong phòng cũng được. Và ra dưới thì chúng ta thấy đây là một cái đĩa được khảm xà cừ với cái họa tiết hoa, trang trí rất là đẹp. Rồi kế bên là họa chiếc đĩa được làm bằng gỗ, được chạm khắc rất là tinh xảo hình ảnh của con công và hoa được chạm nổi. Và đây là những cái dạng dùng để trang trí ở trên bàn. Và kế bên thì chúng ta cũng thấy thêm một cái chất liệu nữa dùng cho đĩa tròn là chất liệu cối, làm bằng cối tre, với chất liệu bằng cối tre, nhưng họ vẫn đang ra được những cái họa tiết nhằm vào việc trang trí cho cái căn phòng nó thêm sinh động và tạo điểm nhấn cho cái căn phòng khách, tạo một cái là một cái design riêng cho căn phòng của phòng khách, một hình thức trang trí ở phòng khách. Thì như vậy chúng ta thấy được là đĩa tròn ngoài công dụng là để đựng thức ăn thì cách trang trí nhẹ nhàng hơn, còn một số những cái đĩa này thì chúng ta thấy là không chỉ dùng để không phải đựng thức ăn mà là dùng để trang trí ở trong phòng khách, hoặc là dán ở trên tường, treo trên tường để trang trí phòng khách. Thì cái màu sắc của cái đĩa dùng để trang trí chúng ta thấy là nó có những cái gam màu tùy thuộc vào cái ý định mà người ta trang trí. Ví dụ như là muốn làm một bức tranh thì gam màu nó sẽ nhiều hơn, hoặc là muốn cổ kính thì người ta sẽ dùng những cái đĩa bằng gỗ sang trọng, hoặc là cẩn xà cừ, hoặc là để những cái đồ lưu niệm được in thì người ta sử dụng chất liệu là bạc. Và ở phần quan sát nhận xét kỳ này thì các em học sinh chúng ta sẽ nãy giờ sau khi mà chúng ta đã quan sát và phân tích một số những cái hình ảnh về đĩa tròn trong cuộc sống cũng như là công dụng của đĩa tròn, thì cô muốn các bạn hãy tự trả lời câu hỏi, rồi chúng ta sẽ ghi và tự ghi bài qua hai cái câu hỏi này. Câu đầu tiên là mấy bạn sẽ cho cô biết công dụng của đĩa tròn dùng để làm gì, hay là câu thứ hai các bạn cho cô nhận xét về cách trang trí và cũng như là màu sắc của đĩa trang trí cũng như là đĩa thông dụng khác nhau như thế nào. Thì sau khi chúng ta có câu trả lời thì chúng ta sẽ tự điền vào cái phần quan sát nhận xét này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sang phần cách trang trí. Thì ở phần cách trang trí này cũng hướng dẫn cho chúng ta các bước. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lựa chọn loại đĩa trang trí. Thì đĩa trang trí như nãy cô giới thiệu là chúng ta có hai dạng. Một là đĩa dùng để đựng thức ăn thông dụng. Hai là dạng đĩa dùng để trang trí trong phòng khách hoặc là trang trí đặt trên bàn. Thì đối với đĩa trang trí đặt trên bàn trong phòng khách thì màu sắc nó sẽ nổi bật nhiều hơn so với lại dạng đĩa thông dụng. Cái này tùy theo thích mà chúng ta sẽ tự lựa chọn. Rồi sau đó chúng ta cũng sẽ dùng compa để chúng ta quay hình tròn, hai hoặc là ba hình tròn tùy theo cái bố cục chúng ta lựa chọn. Và chúng ta muốn vẽ được những cái họa tiết, những cái bố cục mà chúng ta đã học như là nhắc lại, đối xứng, xen kẽ, thì chúng ta sẽ tiến hành kẻ trục chia hình tròn ra nhiều phần bằng nhau và chúng ta tự bố cục, hoặc là chúng ta trang trí chia phần ra để chúng ta trang trí viền bên ngoài cũng được.
lợt thôi ha, không cần phải kẻ đậm. Sau đó thì chúng ta sẽ tìm những cái họa tiết phù hợp với lại cái khả năng của mình. Bạn nào vẽ tốt thì chúng ta có thể vẽ họa tiết hoa lá, bạn nào không vẽ được thì chúng ta có thể lựa chọn những cái hình đơn giản như hình học, hình tam giác, hình tròn để trang trí đường viền bên ngoài cho cái đĩa tròn. Xen kẽ cũng được, ví dụ như là hình tam giác, xen kẽ hình tròn, và chúng ta tô màu cũng lặp đi lặp lại như vậy cũng được. Đó là về cách trang trí. Và đây cũng là một số những cái bố cục cho các bạn tham khảo. Thì bố cục đây cũng chia ra nhiều dạng bố cục gợi ý như chúng ta. Bạn nào thích đơn giản thì chúng ta thể hiện đơn giản, ví dụ như là cái hình bên ngoài để hình ảnh chú chim đang hút mật của hoa, thì chúng ta có thể vận dụng cho cái bài trang trí để thông dụng. Hoặc là chúng ta sử dụng những cái bố cục sắp xếp nhắc lại bằng những cái họa tiết hoa lặp đi lại như thế này ở bên dưới, như là những hình bên dưới cũng được. Ở phần thực hành thì các bạn hãy tự lựa chọn cho mình họa tiết phù hợp để trang trí lên một cái đĩa tròn theo ý thích của mình. Có thể là vẽ trên giấy hoặc là vẽ trên tập cũng được. Vì lý do là mùa dịch chúng ta không mua được giấy, chúng ta có thể sử dụng tập của mình để làm phần thực hành trong thời gian của chúng ta là 30 phút. Nói chung là khả năng mình vẽ được thì mình vẽ đơn giản thôi, không cần phải cầu kỳ phức tạp. Còn bạn nào có khả năng vẽ tốt thì chúng ta sẽ hình dung ra họa tiết mà mình yêu thích để mình lựa chọn mình vẽ. Và thời gian cho chúng ta bắt đầu. Thì ở phần tham khảo cô cũng đưa ra một số những cái mẫu đĩa tròn được trang trí theo dạng đơn giản. Một cái hoa và hình ảnh con chuồn chuồn tạo nên một cái đường cong tròn theo cái đĩa cũng là một cái hình thức trang trí mới lạ. Hoặc là bạn nào thích những cái nhân vật trẻ con như là mèo Kitty hoặc là Doraemon thì chúng ta có thể là vẽ vào trên những cái đĩa đường viền bên đĩa, kết hợp với lại hình trái tim hoặc là những cái hình tròn cho nó đi tông với lại cái những nhân vật này. Hoặc là kế tiếp chúng ta thấy có những cái con cá đơn giản được trang trí vẽ trên những cái đĩa, có thể là vẽ viền xung quanh hoặc là vẽ to tùy theo thích. Những con cá này được đơn giản hóa, đơn giản họa tiết. Kế bên chúng ta thấy đây là những cái đĩa dùng để đựng những cái đồ trang sức, cho nên chúng ta thấy là người ta sử dụng những cái mảng màu loang tạo nên những cái đĩa. Mặc dù nó đơn giản nhưng chúng ta vẫn thấy được một cái là gì, một cái sự độc đáo thú vị trong cái phần trang trí. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng quan sát một số những cái mẫu đĩa của các bạn học sinh thực hiện. Đó là tùy theo ý thích mà chúng ta trang trí theo dạng phong cảnh cũng được, vẽ con vật như con cá hoặc là trang trí đường viền bên ngoài. Đấy, các con cũng có thể tạo ra những cái đường lượn sóng thay vì chúng ta vẽ hình tròn. Bạn nào làm được thì chúng ta tạo những cái hình tròn cũng được. Và ở phần hướng dẫn về nhà thì yêu cầu các bạn là chúng ta hoàn thành bài thực hành trang trí đĩa tròn rồi tiếp sau thì yêu cầu các bạn xem trước bài sơ lược về mỹ thuật.
cái câu hỏi